Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo hồi ký của Đại tá Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Cang, trong cuốn Sài Gòn Xuân Mậu Thân 1968. Câu chuyện râm ran thì trời đã tối. Chị Ba, con của bác Tư, đứng gác ngoài sân nãy giờ, đi vào thắp ngọn đèn dầu bưng đến. Tôi dòm ra ngạch cửa, đã thấy Tư Thành cầm Tiểu Liên đứng đó. Tôi reo lên: "Thằng Thành, đi với đứa nào đó mày?" "Với thằng ghém," Thành đáp. "Nó đứng gác ngoài lề đường kia." Bác Tư xua tay thân mật: "Kêu vào, kêu nó vào. Hai đứa bay vào làm ít ly rồi đi. Mấy tháng này đánh lớn, tối lính rút trong bóp, có ra đâu mà sợ." Thành khiêm tốn đáp: "Dạ, hai cháu đang làm nhiệm vụ, xin mấy bác hiểu cho." Bác Út nói: "Ờ, nó nói phải đó, đừng ép tụi nó. Chỉ có chú Tư đây thì uống được vài ly, có đụng giặc tụi nó đánh cho, chú nép vào bụi trốn." Đã đến lúc phải tạm biệt mấy ông già, tôi nói thêm một câu: "Lúc nãy chú Út nói đêm nào cũng có nhiều xuồng chở tử sĩ, thương binh từ mặt trận Sài Gòn trở về. Chú Sáu, chú Út, bác Tư, Dượng Hai nghĩ xem. Thằng Mỹ giàu nhiều tiền lắm súng, còn ta một nước nghèo, đứng lên làm cách mạng. Nghèo mà quyết tâm đánh và đã giành được những thắng lợi rất lớn. Mỗi thắng lợi vừa qua phải đổ bằng xương máu của đồng bào chiến sĩ, nay đã giành một thắng lợi quyết định, để tạo một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến tranh, càng phải đổ xương máu nhiều hơn. Đối với một kẻ thù ngoan cố như đế quốc Mỹ, không có cách gì khác, và từ nay cho đến khi thắng lợi hoàn toàn, còn nhiều hy sinh mất mát lắm." Không khí lắng xuống hơi buồn. Có lẽ mấy ông già đang nghĩ về mấy đứa con, cháu đang đi đánh giặc trên các nẻo đường của Tổ quốc. Liệu ngày hòa bình, chúng nó còn sống để về đoàn tụ? Tôi báo một tin vui: "Tổng thống Mỹ vừa ra lệnh ngừng ném bom miền Bắc. Đó là một điều rất phấn khởi. Đồng bào ta ngoài miền Bắc hết cảnh tản cư gieo neo cơ cực, chăm lo sản xuất để chi viện cho miền Nam mình. Không ném bom miền Bắc nữa, chính phủ ta sẽ khôi phục lại các đường tàu hỏa, các bến cảng để vận chuyển cho miền Nam nhiều hơn, nhanh hơn. Trước đây, vì giặc ném bom ác liệt, các kho tàng dự trữ chiến lược đều sát trên biên giới Việt Trung. Nay có điều kiện, ta sẽ dời vô vùng giới tuyến. Đường vô Nam càng gần hơn, người và súng đạn lương thực tuôn vào Nam nhanh hơn. Bọn Mỹ Thiệu rồi đây sẽ không thể nào chịu nổi." Chú Sáu biện, một lần nữa lại rót đầy ly rượu, đưa cho tôi: "Thưởng chú, nghe chú nói như là mình sắp thắng rồi. Tình hình mỏng như lá lúa, phấn khởi quá." Dượng Hai cười: "Tôi đã nói mà, có thắc mắc gì để bụng đó, chờ gặp chú Tư, chú nói cho mà nghe." Tôi cầm nhạo rượu lên, rót đầy ly nữa, kính cẩn đưa mỗi ông già một ly: "Xin uống với cháu một ly tạm biệt này. Kính chúc bác Tư, bác Út, Dượng Hai, chú Sáu mạnh giỏi, sống lâu. Vở kịch Xuống Thang Chiến Tranh đã bắt đầu. Bằng việc hai bên ngồi nói chuyện với nhau và ngưng ném bom miền Bắc, rồi đây cho đến ngày quân Mỹ rút hết về xứ, chấm dứt chiến tranh Việt Nam, sẽ còn nhiều màn hấp dẫn lắm. Ngón đòn Mậu Thân còn ngấm dài dài trong cơ thể đế quốc xâm lược Mỹ. Bác Tư, bác Út, Dượng Hai, chú Sáu ráng sống lâu mà xem, đừng chết sớm uổng lắm." Mọi người cười phấn khởi. Năm ly rượu được uống cạn ngon lành. Ra đến bìa đường, đứng nhìn lại, tôi còn thấy bóng bốn ông già nông dân đáng kính đứng trông theo. Đêm tối mịt mùng, ghém đi trước, tôi bám theo bóng nó, Thành đi cạnh tôi. Tôi nói với Thành: "Tháo đưa tao trái lựu đạn, có món vũ khí cầm tay đỡ lạnh." Đã ra đến mé sông, ghém vào bụi, bơi ra một chiếc xuồng con, Thành gài qua chèo vào. Thành đứng chèo, ghém ngồi bơi mũi.
Tôi ngồi trên tấm ván, đặt quả lựu đạn trước mặt. Ngày hòa bình, đêm bơi xuồng trên sông với người bạn tâm giao hẳn là một điều vui thú. Nhưng lúc này, tinh thần căng thẳng, tai lắng nghe xem có tiếng trực thăng từ Sài Gòn lên không. Mắt nhìn các hướng, xem có ánh đèn chớp của các loại phi cơ trinh sát không. Một loạt pháo bầy, nổ bên kia sông An Thành, ghém nói. Tụi nó bắn vào căn cứ mình đó anh Tư. Thành nói, lúc nãy tôi nghe anh nói giặc Mỹ xuống thang, coi chừng nó xuống thang ngay vùng Nam bến cát mình đó anh Tư. Anh nghĩ coi, ngày thì trực thăng đổ chụp, đêm pháo bầy bắn liên hồi, máy bay thỉnh thoảng thả vài quả bom trộm lúc nửa đêm. Thằng quen tật nói móc, nhưng đó cũng là tâm sự một số anh em. Học nghị quyết cấp trên lần nào cũng nghe thắng lợi một bước, mà sao thực tế, chiến trường thấy càng ngày càng khổ hơn. Tôi nói, tao về chuyến này bàn với anh em, chuyển hết đơn vị mình qua bên này. Ở chi bên vùng trắng, chịu bom chịu đạn cho khổ. Bên này chỉ có bọn lính bóp Phú Hòa Đông. Sau trận Mậu Thân, chúng co lại. Ở bên này, lính ra khỏi bóp, mình đánh, gài mìn, gài nhiều lựu đạn, đào hầm chông, hố đinh, tạo thành khu tử địa mà sống. Ở bên này gần dân, đêm vào lấy gạo dễ, lấy thư của giao thông từ trong thành ra cũng dễ. Phải tùy theo lúc mà sống, Mỹ càng làm găng ở vùng trắng, thì mình vào sát đồn ngụy mà ở, xem nó làm gì được mình. Ghém tán thành. Đúng đó anh Tư, tôi còn nhớ hôm trước, máy bay B-52 thả bom xóm Ba Gia lúc khuya. Anh Tư dẫn đơn vị chạy riết vô gần bóp Phú Hòa Đông, ăn bì bún, sáng về. Mình chơi vậy ngon đó anh Tư. Lại một loạt pháo Mỹ nổ giòn bên căn cứ, nghĩ mà ghét trong bụng. Tôi lầm thầm. Còn bao nhiêu đạn? Tuôn hết đi, rồi rút về nước cho gọn. Xuồng chúng tôi cập vào bờ. Một con chim ăn đêm đập cánh bay vọt lên không trung, biến vào đám sao trời. Từ mặt trận vùng ven Sài Gòn, tiếng súng lớn vọng về từng chập. Đồng bào Sài Gòn hướng về chiến khu, lòng khắc khoải chờ mong ngày thắng lợi hoàn toàn. Ngồi trước mặt tôi là đồng chí đại úy Ngô Thanh Vân, người duy nhất còn sống trong số 17 dũng sĩ biệt động đặc công đánh vào tòa đại sứ Mỹ đêm mùng 1, rạng mùng 2 Tết. Mậu Thân 1968, người anh thấp, có ngang, ngực nở, tay khỏe rắn chắc, nước da ngăm đen, nên đồng đội gọi anh với cái tên thân mật là anh Ba Đen. Anh Ba được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 17 tháng 10 năm 2010. Chiều nay Chủ nhật, sau khi bàn giao trực chỉ huy đơn vị, tôi mời anh cùng lên chiếc xe Jeep về nhà tôi ở cư xá Việt Nam Thương Tín, quận Thạnh Mỹ Tây, uống hết một bình trà ngon cho tỉnh trở lại sau một đoạn đường từ Hóc Môn về đây. Tôi bắt đầu câu chuyện. Bây giờ anh hãy kể lại trận các anh đánh vào tòa đại sứ Mỹ hồi Tết Mậu Thân. Từ trước, tôi chỉ biết qua báo cáo. Bây giờ hòa bình rồi, có điều kiện, tôi muốn nghe lại chi tiết từ người thật việc thật trong trận đánh kỳ diệu ấy. Tựa lưng ngã đầu vào chiếc ghế bằng mây, mắt nhìn lên trần nhà, đôi chân duỗi thẳng trong một tư thế ung dung, anh Ba từ chối nhẹ nhàng, cũng là lời thổ lộ tâm sự. Anh Tư ơi, chuyện gì đã qua thì để im cho nó qua luôn, nhắc lại làm chi? Lịch sử đã sang trang mới, hòa bình rồi, còn ai muốn nghe chuyện chiến tranh nữa đâu. Vả lại, trận đánh vào sứ quán Mỹ là một trận nhỏ, chỉ có một phân đội, mười mấy anh em. Tôi ngắt lời anh Ba Đen, đành rằng một trận với quân số ít, nhưng tác động của nó vô cùng to lớn. Theo tôi, nó có ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc chiến tranh nữa kia. Cứ nghĩ mà xem, sau đòn tấn công Tết Mậu Thân 1968 đánh vào Sài Gòn và các đô thị trên toàn miền Nam, đế quốc Mỹ phải thay đổi chiến lược, đang leo thang chiến tranh bị buộc phải xuống thang, rồi phi Mỹ hóa, Việt Nam hóa, vừa đánh vừa đàm, rồi cuốn cờ rút chạy khỏi Việt Nam. Thấy anh Ba chú ý nghe, tôi càng sôi nổi hơn.
Một nhà báo phương Tây đã ví nhân dân ta và đế quốc Mỹ như hai võ sĩ đang gài độ trên đài. Ta nhỏ người nhưng lanh lẹ, đấm trúng, tránh né giỏi. Mỹ to con vạm vỡ nhưng xoay trở chậm, đòn lần lần cho đến khi thấm buốt xương ngã quỵ. Với đòn Mậu Thân 1968, nhân dân ta đã đấm trúng chỗ nhược của đế quốc Mỹ. Mà điểm lại, tất cả các trận đánh trong Mậu Thân thì trận đánh vào Sứ quán Mỹ, nơi đầu não chỉ huy thật sự toàn bộ chiến tranh Việt Nam. Có phải chăng đó là một ngón điểm huyệt lợi hại? Tôi biết tâm lý anh Ba Đen, người bạn có máu giang hồ, nói qua chuyện võ nghệ khác nào gãi đúng chỗ ngứa. Anh ấy cười vang. Vợ tôi từ nhà bếp đi lên. Việc gì mà các anh vui dữ vậy? Tôi nói, em nấu một nồi chè cho ngon đi. Một lát, anh với anh Ba cùng bồi dưỡng, rồi anh còn lái xe đưa ảnh về An Phú, để cô Sáu đợi. Xin nói thêm, về thân thế và gia đình anh Ba Đen. Anh sinh năm 1925, lớn hơn tôi 3 tuổi. Quê anh ở thôn Hà Lương, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông cũ. Cha mẹ mất sớm trong cảnh nghèo đói. Anh lặn lội vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai, làm công nhân thợ nguội ở Ba Son. Cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ, anh gia nhập đội ngũ những ban công tác thành Sài Gòn từ đó. Sau ngày miền Nam được giải phóng năm 1975, anh lấy vợ là cô Sáu Thu, một phụ nữ người Cần Thơ và là một trung úy biệt động trong lữ đoàn 316 chúng tôi. Được sự giúp đỡ của đồng đội và bà con cơ sở nội thành trước đây, hai vợ chồng vừa xây dựng một ngôi nhà ở vùng Hồ Tắm An Phú thuộc huyện Thủ Đức. Anh Ba không cười nữa, cầm lấy bình thủy, châm vào ấm trà, chậm rãi rót đầy hai tách rồi nói với giọng buồn buồn. Nói thật với anh Tư, tôi thường nghĩ các đồng chí tướng lĩnh chỉ huy hàng chục vạn quân khi phải hy sinh mười mấy anh em trong một nhiệm vụ đặc biệt. Tôi không biết còn vấn đề gì động lại trong tim các đồng chí ấy không? Theo tôi, nếu có gì cũng chỉ thoáng qua vì các đồng chí ấy không trực tiếp nhìn mặt từng người cầm súng khi xông trận. Không thấy những đôi mắt tràn đầy hy vọng từ từ khép lại lúc lìa đời. Còn tôi, nhận lệnh chỉ huy 16 anh em đánh chiếm tòa đại sứ Mỹ ngay giữa đô thành Sài Gòn, nhung nhúc Mỹ ngụy. Điều phải đến đã đến. Toàn đội đã làm tròn nhiệm vụ. Tất cả đã hy sinh. Ngừng một chút để nén xúc động, anh tiếp. Cho đến nay, 8 năm trôi qua rồi, mà tôi vẫn không quên những hình ảnh, máu và lửa của buổi sáng hôm ấy trong tòa đại sứ Mỹ. Không quên từng gương mặt, từng lời nói, và có lẽ suốt đời. Anh Tư là chính ủy, anh muốn nghe để hiểu thêm về người chiến sĩ đặc công, biệt động của mình. Tôi xin kể lại. Đây là lần thứ hai anh em ta đánh vào Sứ quán Mỹ. Lần trước, cơ quan này đóng ở đường Hàm Nghi, khu vực chợ cũ. Anh em ta sử dụng một lượng thuốc nổ mạnh, đặt trên ô tô, bắn bọn lính bảo vệ, rồi chạy xông vào cửa cho nổ tung, làm sập tòa nhà lầu nhiều tầng, giết một số công chức và sĩ quan cao cấp Mỹ. Sau trận đánh tài tình ấy, bọn Mỹ rút kinh nghiệm, không đặt một cơ quan quan trọng như vậy nơi đông người qua lại, khó kiểm soát nữa, mà dời về xây cất trên một khu vực riêng biệt, trên đại lộ Thống Nhất. Được kiến trúc theo kiểu một pháo đài kiên cố, làm nản lòng mọi ý định tấn công của đối phương. Lần này, hòa trong đợt tấn công Tết Mậu Thân 1968 vào các đô thị trên toàn miền Nam, cấp trên giao cho phân đội biệt động chúng tôi không chỉ đánh bỏ như lần trước mà phải đánh chiếm, kéo dài trận chiến đấu cùng với các phân đội bạn được phân công trên các mục tiêu khác như Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, biệt khu thủ đô, đài phát thanh, làm rối loạn đầu não chỉ huy của địch, tạo điều kiện thuận lợi cho các cánh đại quân ta tiến vào đánh chiếm Sài Gòn,
đối với đặc công biệt động, dùng lực lượng nhỏ đánh mục tiêu nằm sâu trong lòng địch, đó là ngón sở trường, nhưng phải trụ lại, chiến đấu phòng ngự, kéo dài trận đánh, ai cũng thấy là điều gay go và phải chấp nhận thương vong. Gần Tết Mậu Thân, tôi đang ở nội thành Sài Gòn với một nhiệm vụ khác, thì được lệnh cấp trên gọi ra vùng ven đô thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. 11 giờ đêm ngày 28 tháng 1 năm 1968, cấp trên phổ biến mệnh lệnh cho tôi gấp rút tổ chức để đánh vào tòa đại sứ Mỹ. Thời gian để làm công tác chuẩn bị chỉ còn 2 ngày. Cái khó khăn lớn nhất là chuyển súng đạn, thuốc nổ vào trong thành. Mấy tấn vũ khí, thuốc đạn mà tôi cất giấu trong Sài Gòn, chuẩn bị từ mấy năm nay, theo lệnh cấp trên, tôi vừa giao cho các đơn vị bạn. Bây giờ phải lo tổ chức toàn bộ cho trận đánh quan trọng này. Còn lại mấy giờ của đêm 28, tôi suy nghĩ, chuẩn bị kế hoạch. 5 giờ ngày 29, tôi triệu tập cuộc họp đảng ủy, thông qua kế hoạch và phân công cụ thể. 1. Đồng chí Hai Trí, chánh trị viên, có nhiệm vụ rà soát lại cơ sở bên trong, động viên phục vụ cao nhất cho trận đánh. 2. Đồng chí Ba Dung, chỉ huy phó, chịu trách nhiệm đường dây võ trang thông suốt tại căn cứ Bàn Đạp và vùng ven đô. 3. Phần tôi, tức đồng chí Ba Đen, chỉ huy trưởng, lo tiếp nhận quân, súng đạn, thuốc nổ để chuyển vào Sài Gòn và trực tiếp chỉ huy đánh vào tòa đại sứ Mỹ. Cấp trên vừa tăng cường đến cho tôi 2 đồng chí cán bộ có kinh nghiệm đánh thành phố là đồng chí Bảy Tiến, đồng chí Út Nhỏ và một số chiến sĩ bảo vệ cơ quan vừa được điều tới. Trong ngày 29 ấy, tại ấp Ràng, xã An Tịnh, bọn sư đoàn 25 bộ binh Mỹ tiến hành càn quét dữ dội. Từng đàn máy bay phản lực thay nhau đến ném bom. Pháo bày từ các căn cứ Mỹ bắn ồ ạt từng chập. Trực thăng võ trang từng toán trên trời. Xe tăng, xe công binh hạng nặng cày xới, ủi phá trên mặt đất. Theo sau là bộ binh Mỹ đi xom từng gốc cây, bụi tre, tìm nắp hầm bí mật. Chúng tôi gài lựu đạn, bắn tỉa để hạn chế sự hăng hái sục sạo của địch. Mặt khác, nhờ bà con nông dân gom mua các món rau cải, bầu bí, cà chua, dùng để nghi trang vũ khí, thuốc nổ, chuyển vào ấp chiến lược. Địch đến gần thì ta tránh né xuống hầm. Địch giãn ra thì anh em trồi lên cho súng đạn vào những giỏ, cần xé rồi chất bầu bí, cà chua lên trên. Các loại súng dài không bẻ gấp hoặc tháo ra được thì giấu trong những cuộn cà tăng. 2 chiếc xe bò của ông Năm Đây, ông Chín Ten vận chuyển hàng vào ấp chiến lược. Do hợp đồng chặt chẽ nên ô tô vận tải từ Sài Gòn cũng vừa lên tới. Bọn lính Mỹ đứng nhìn các giỏ rau cải cà chua được chuyển qua ô tô. Chúng có vẻ hài lòng vì nhờ công sức của chúng mà việc cộng trốn hết. Công việc làm ăn của người dân tiếp diễn bình thường. Các chợ Tết ở Sài Gòn đầy ắp hàng bông, rau cải. Còn lính dân vệ thì đã được chủ xe cho tiền đi nhậu thỏa thích. Những chuyến hàng Tết như vậy chắc khá lắm, nên đồng tiền rộng rãi hơn ngày thường. Trận càn kéo dài đến 10 giờ ngày 30, lính Mỹ cùng xe pháo lần lượt rút về căn cứ Đồng Dù. Các cán bộ chiến sĩ tăng cường được tập hợp lại. Vừa lúc ấy, đồng chí Ba Bảo từ Sài Gòn lái chiếc đốt nhà binh ra đón tại ấp Suối Sâu, xã An Tịnh. Đồng chí Ba Bảo đưa tôi xem chỉ thị bổ sung của đồng chí Tư Chu. Đúng 12 giờ trưa ngày 30, cán bộ chiến sĩ tham dự trận đánh phải có mặt trong thành phố, đúng địa điểm quy định. Tôi cho anh em tắm rửa và mặc quần áo ngụy quân. Tất cả phân đội lên xe, chuyển quân vào thành phố theo quốc lộ 1. 11 giờ rưỡi, đến trạm xét Củ Chi, xe vượt qua. Một tên chiêu hồi phóng hoang đa đuổi theo. Hắn qua khỏi xe mình tại sở cao su Tân Phú Trung. Đồng chí Huệ, trinh sát liên lạc báo cáo với tôi, tên này quen. Có lẽ lúc xe mình qua trạm Củ Chi, hắn đã nhận mặt đồng chí Huệ
và hắn vượt lên trước để đến trạm cầu bông tổ chức ngăn đón. Tôi ra lệnh cho đồng chí Ba Bảo quay xe lại, chạy vào Bào Mây tạm lánh. 12 giờ, đồng chí Bảy Hoàng từ Sài Gòn lái một chiếc xe Jeep ra Bảo Mây đón quân. Tôi cho đồng chí Huệ ở lại, phải giải thích nhiều, đồng chí mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi thay đổi quần áo một binh chủng khác của ngụy, chúng tôi phân ra. 9 chiến sĩ ngồi trên chiếc đốt đồng chí Ba Bảo, còn tôi, đồng chí Bảy Tiến, đồng chí Vinh, đồng chí Út Nhỏ cùng 2 chiến sĩ ngồi trên chiếc xe Jeep của đồng chí Bảy Hoàng. Chiếc Jeep chỉ huy chạy trước, chiếc đốt chở quân theo sau. Chúng tôi tiếp tục tiến về Sài Gòn. Lệnh của tôi là nếu địch có ngăn lại thì nổ súng vượt qua. Cầm khẩu súng ngắn Baldwin 15 viên trong tay mà lòng tôi hồi hộp. Nếu phải đánh dọc đường thì e không hoàn thành nhiệm vụ chính trên giao. Cũng may đường xá êm xuôi, cuộc chuyển quân trót lọt. Các trạm cầu bông, thành ông Năm, ngã tư Hóc Môn, căn cứ Hoàng Hoa Thám đều dỡ cây chắn khoác tay cho qua. Ai dại gì gây sự với bọn lính dù từ mặt trận về, còn đằng đằng sát khí kia ăn đạn như chơi. Trên chiếc xe Jeep đi đầu lại có một sĩ quan mang lon thiếu tá, tay cầm súng ngắn chĩa về phía trước, vẻ mặt hầm hầm. 2 giờ chúng tôi đến Sài Gòn. Tôi cho đồng chí Hoàng đưa anh em về nhà ở đường Nguyễn Thông, còn tôi sang xe đồng chí Ba Bảo đưa cán bộ chiến sĩ về ém tại nhà đồng chí Ba Sắc, đường Nguyễn Đình Chiểu. Một tình huống không may xảy ra là đồng chí Ba Sắc đi vắng, còn người vợ thì chưa được phổ biến, nên khi thấy xe ngừng, lính ngụy xuống xe đi vào nhà thì bà ta chạy ra đường la lớn: "Bớ người ta, ăn cướp!" Anh em nhanh chóng tản ra, một số nhảy lên xe, một số chạy ra hướng chợ Tân Định. Một tên công an và một tên bán chả lụa nhà bên cạnh chạy đến phụ lực bắt tôi bằng những thế võ lợi hại. Trong nháy mắt, tôi đá một tên nằm lăn trên đường, còn một tên bị bàn tay phải chặt vào gáy gục tại chỗ. Tôi phóng lên xe, ra lệnh đồng chí Ba Bảo lái xuyên qua hẻm nhỏ, đổ ra đường Yên Đỗ, ngừng tại chợ Tân Định đón số đồng chí bị lạc. Có phổ biến quy ước đối phó với những tình huống như thế này, nên trong chốc lát đã gom đủ quân số. Ô tô đồng chí Ba Bảo tiếp tục đưa lực lượng đi phân tán mỏng. 3 người được gửi nhà anh kế, khu vực nhà thương Chợ Rẫy. 3 người được đưa về nhà chị Năm Tâm. Còn 3 đồng chí thì được đưa về nhà một cơ sở ở chợ Đuổi. Giấu quân xong, tôi về trụ sở bộ chỉ huy là tiệm phở Bình ở số 7 đường Yên Đỗ, báo cáo lại với đồng chí Tư Chu cuộc chuyển quân vào Sài Gòn và mọi việc vừa xảy ra. Đồng chí Tư Chu hỏi khó khăn như thế có khắc phục được không? Tôi trả lời được và hạ quyết tâm đánh. Ăn một tô phở xong, uống một ly cà phê sữa để lấy lại sức sau một ngày vất vả, tôi rời đồng chí Tư Chu về phân công đồng chí Minh chuẩn bị tập kết quân tại nhà bà Huệ, chủ gara sửa xe hơi ở đường Phan Thanh Giản. Sau đó, tôi cùng đồng chí Hai Trí lái chiếc bao gớt trắng 203 đến Đại lộ Thống Nhất để quan sát lại mục tiêu trận đánh được giao là tòa đại sứ Mỹ. Sơ đồ bên trong và bố trí lực lượng địch thì đã có bản vẽ và tài liệu do các đồng chí tình báo quân sự cung cấp. Chúng tôi chỉ quan sát bên ngoài và cùng nhau xác định, chọn địa điểm, đánh đột phá khẩu. Về trở lại chỗ ở, tôi lấy 3.000 đô la giao cho đồng chí Năm Tâm và đồng chí Ba Bảo với chỉ thị tìm mua hoặc mướn gấp 3 ô tô du lịch loại tốt để phục vụ trận đánh. Gấp quá, mua hay mướn đều không kịp. Lại nhờ tài tháo vát linh hoạt của anh Hai Trí, anh Hai đi gặp anh Ngô Duy Trinh là người bạn kháng chiến cũ để tìm cách tháo gỡ. Anh Trinh lại đi gặp người bạn thân là anh Tư Hùng bên cánh tình báo chiến lược và chị Nguyễn Thị Phê tự Huệ bên cánh phụ nữ thành phố để nhờ giúp đỡ. Biết là trật nguyên tắc về ngăn cách bảo vệ bí mật công tác
và tổ chức trong vùng giặc chiếm đóng. Nhưng trước yêu cầu quá gấp này, anh Tư Hùng tự nguyện đưa chiếc xe du lịch bao phinh của đơn vị mình vào phục vụ trận đánh. Anh lại tự nguyện xung phong, lái xe chở quân đến gần mục tiêu. Còn chị Huệ thì đồng ý cho lấy nhà mình, vốn là cơ sở ăn ở của cánh phụ nữ, làm điểm tập kết quân đi đánh tòa đại sứ Mỹ. Anh Ba Đen vói tay lấy bao diêm châm lại điếu thuốc vừa tắt và nói tiếp. Anh Tư thấy đó, trận đánh tòa đại sứ Mỹ xét cho cùng là một chiến công tập thể, không phải riêng của 17 anh em đơn vị biệt động đặc công. Biết bao nhiêu khó khăn, có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Nói thẳng một câu, không có những người nông dân đánh xe bò đầy lòng quả cảm, hy sinh như ông năm đây, ông Chính Ten chở vũ khí từ cánh đồng xã An Tịnh ra đường. Không có những người sẵn sàng giúp bạn bên các cánh tình báo chiến lược, phụ nữ thành phố. Và không có những người dân giàu lòng yêu nước trong Sài Gòn chợ lớn này. Chúng tôi khó hoàn thành nhiệm vụ. Anh Hai Trí cho biết đã giải quyết được vấn đề xe cộ và điểm tập kết quân. Tôi phân công đồng chí Út Nhỏ cùng với đồng chí Thuật chuyển vũ khí từ Phú Nhuận về gara bà Huệ. Còn tôi cùng với đồng chí Tuyền, đồng chí Gòn đi gom quân từ các điểm phân tán trong nội thành, đưa về, trang bị và sinh hoạt hạ mệnh lệnh trận đánh. Hoàn thành công tác chuẩn bị lúc 12 giờ rưỡi đêm, tôi lên chiếc Mobilexon đến số 7 đường Yên Đỗ. Giờ phút trang trọng này, tại sở chỉ huy có mặt cả đồng chí Ba Thắng, chánh ủy và đồng chí Tư Chu, chỉ huy trưởng. Giờ nổ súng được quy định chậm nhất là 3 giờ khuya, phải đánh chiếm và giữ cho đến lúc rạng đông khi đại quân tiến vào thành phố. Trước các đồng chí cấp trên, thay mặt toàn đội, tôi hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ dù có phải hy sinh đến người cuối cùng. Các anh đặt tên phân đội tôi là D5, dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, được đặt tên chi bộ Hồ Chí Minh. Tôi được chỉ định chỉ huy kiêm bí thư chi bộ, đồng chí Út Nhỏ phó bí thư, đồng chí Bảy Tuyền, đồng chí Sơn cố vấn chính trị. Trước khi ra xe, đồng chí Hai Trí trao cho 4 người chúng tôi trong ban chỉ huy trận đánh tòa đại sứ Mỹ mỗi người một bộ đồ vét có cà la vát và kèm những đôi giày da bóng loáng. Anh nói, đêm nay các anh lãnh một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là vào tận sào huyệt bọn Mỹ, dán cho chúng một đòn sấm sét. Vậy, hãy chịu khó thay đồ này vào, vừa để nghi trang trên đường phố, vừa cho bọn Mỹ thấy chiến sĩ giải phóng chúng ta đàng hoàng như vậy đó, chứ không phải như bọn ngụy tuyên truyền. Anh Bảy Tuyền, vốn là người xã An Ngãi, tỉnh Bà Rịa, cười vui vẻ và nói, phải, nếu ta nằm trên sân tòa đại sứ Mỹ, chắc hẳn là được chụp ảnh và quay phim tới tới đó. Thay quần áo xong, thì anh Ngô Toại, người miền Bắc, chủ nhân tiệm phở Bình và là chiến sĩ đơn vị bảo đảm, như sực nhớ ra điều gì, khoát tay bảo mọi người, chờ tí, chờ tí. Anh vội vã chạy trở lên lầu và mang xuống, ấn vào tay chúng tôi, mỗi người một hộp thuốc điếu, 3 số 5. Anh nói, đi đánh Mỹ, phải hút loại 3 con 5 này mới đã. Cuộc tiễn đưa giữa những người đồng chí thế mà vui. Đây có thể là lần gặp gỡ cuối cùng đối với người nào đó, nhưng không ai bình rịn. Những câu nói bông đùa thay cho lời vĩnh biệt. Nước mắt chực trào ra, nhưng được ém chặt lại bên trong. Có thắng lợi nào mà không chấp nhận phải trả giá bằng máu? Ai cũng hiểu vậy, nhưng giờ phút này không ai muốn nói ra. Về trở lại điểm tập kết quân là 1 giờ khuya. Tôi tập hợp số cán bộ nòng cốt, nói rõ nhiệm vụ. Sau đó mở hội nghị chi bộ, phổ biến nghị quyết đảng ủy cấp trên. Trước khi bước vào một trận đánh mà ai cũng thấy trước là vô cùng gay go ác liệt, tất cả các đồng chí đều xúc động khi nghe phổ biến mình là đảng viên thuộc chi bộ Hồ Chí Minh. Thật là một vinh dự đặc biệt. Chốc nữa đây,
cầm súng, lao vào đánh sập đầu não chỉ đạo cuộc chiến tranh ở Việt Nam phải làm sao xứng đáng với tên người. Sau đại hội chi bộ là đại hội quân nhân, làm đúng bài bản công tác chính trị vậy thôi, chớ thật ra tất cả 17 dũng sĩ tham gia trận đánh này đều là đảng viên cộng sản. Những người ra đi với tinh thần tự nguyện xung phong, những người dũng cảm kiên cường nhất được tuyển lựa từ các phân đội biệt động đặc công trong quân khu Sài Gòn Gia Định. Người chỉ huy các đơn vị cơ sở ấy đã làm xong mọi công tác động viên đối với anh em. Lấy một ví dụ, đơn vị G8 biệt động tuyển đưa lên hai anh em Tài và Chánh. Chỉ huy G8 là anh Sáu Thành, anh Hai Sang. Căn cứ lúc ấy đóng trong rừng xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát. Để tránh bom pháo của giặc, mọi sinh hoạt đều ở dưới hầm. Thế mà anh Hai Sang, chánh trị viên đơn vị, cũng cố gắng liên hệ với đội chiếu phim của quân khu đến phục vụ cho anh em bộ phim Nổi Gió. Xem xong phim, anh nói cần những người tình nguyện đi đánh một trận trong Sài Gòn, mà là một trận căng nhất từ trước tới giờ. Tất cả 20 anh em đều đưa tay tình nguyện, phải bàn bạc dân chủ, chỉ để lấy 2 người theo yêu cầu của trên. Ai cũng muốn đi. Chuyện lạ đời, ra trận mà ham như trẻ em ham đi xem lễ. Cuối cùng chọn 2 anh em Tài và Chánh. Riêng em Tài, lúc đầu anh Hai Sang không lấy, với lý do em là y tá, kỹ thuật chiến đấu không giỏi bằng anh em khác. Nhưng em cứ nằng nặc xin đi để được trực tiếp bắn giặc trả thù cho người cha vừa bị bom Mỹ giết hại ở quê nhà. Đành phải ưu tiên cho em đi. Tôi chỉ kể chuyện hai anh em trong một đơn vị G8 để anh đủ thấy tinh thần của phân đội 17 người do tôi chỉ huy. Anh Ba Đen nói tiếp. Những người từ các đơn vị khác tập hợp lên cũng giống như vậy. Trong đại hội quân nhân, tôi nói rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của trận đánh. Muôn đời sau, các thế hệ người Việt Nam sẽ nhớ đến cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968. Cuộc tấn công có ý nghĩa quyết định đánh sập ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Trong cuộc tấn công thần kỳ ấy, trận đánh tập kích vào sứ quán Mỹ sẽ được ghi như một điểm son chói lọi. Chúng ta, 17 chiến sĩ Việt Nam, trước mệnh lệnh của Tổ quốc, sẵn sàng xả thân mình vì thắng lợi của đại cuộc. Tôi đọc 4 câu thơ của Bác. Câu cuối: tiến lên, toàn thắng ắt về ta. Trong khung cảnh trang trọng của buổi lễ xuất quân, có sức động viên kỳ lạ. Tư tưởng thông suốt, anh em bàn sâu vào kế hoạch tác chiến cụ thể. Ai nấy đều hăng hái sôi nổi góp ý, không một lời bàn ra. Đồng chí Ba Đen ngưng lại, đưa tay rút điếu thuốc, đánh diêm, bụm tay che ngọn lửa, và cũng để che bớt đôi dòng nước mắt trào ra, lăn xuống má, sạm đen của người cán bộ đã dày dạn trong chiến đấu. Giọng trầm hẳn xuống, anh nói: nhớ lại, thật là xúc động anh Tư à. Như anh đã biết, trong trận đánh, tất cả 16 anh em đều hy sinh. Giờ đây, chỉ còn lại mình tôi. Do một phép lạ nào mà tôi còn sống. Ngồi nhớ lại từng gương mặt trẻ măng, sôi nổi, yêu đời. Đi vào trận đánh hiểm nguy với một tâm hồn thanh thản, không một tính toán riêng tư. Sao thương anh em chiến sĩ mình quá. Tôi cầm lấy bình trà, châm thêm vào tách anh Ba Đen, hòa vào ký ức thiêng liêng của anh bằng một câu triết lý. Đánh giặc là có thể chết chóc, bị thương, bị bắt tù đầy. Đã tính toán cá nhân riêng tư thì không thể đánh tốt được. Anh Ba hớp một ngụm trà rồi kể tiếp. Gần đến giờ rê, toàn đội chúng tôi trên 2 chiếc ô tô, chiếc du lịch Dolphin do anh Tư Hùng, cán bộ tình báo lái. Xin nói thêm, anh Tư Hùng rất nhiệt tình. Trước đó đã lái chở ban chỉ huy chúng tôi đi chơi Tết, quan sát mục tiêu tòa đại sứ Mỹ. Anh nói tỉ mỉ cho chúng tôi về kiến trúc bên trong, về điểm nào trên bức tường rào có thể dùng bọc phá đánh vỡ ra
làm đột phá khẩu cho quân ta tiến vào. Chạy sau chiếc Dolphin là chiếc Bogart 403 vận tải nhẹ do anh Thuận lái. Phải chấp hành giờ nổ súng thống nhất với các điểm khác trong Sài Gòn, nên xe phải chạy hơi lòng vòng một chút. Còn mấy phút nữa đến giờ, hai xe nhanh chóng từ đường Nguyễn Du rẽ vào đường Mạc Đĩnh Chi và rẽ trái đến trước tòa đại sứ Mỹ. Theo đúng kế hoạch tác chiến, hai đồng chí Văn và Chính cầm tiểu liên phóng xuống, lia vào cổng chính mấy loạt, diệt và kiềm chế mấy tên Mỹ đứng gác. Hai đồng chí Tèo và Đực xách bọc phá, chạy vào đánh sập một mảng tường rào bên cạnh tháp gác đường Mạc Đĩnh Chi. Theo đó, toàn đội chạy tràn vào bên trong sân, chia thành 4 mũi. Mũi 1 đánh và chiếm giữ cổng trước. Mũi 2 chiếm cổng sau phía đường Mạc Đĩnh Chi. Mũi 3 đánh vào dãy nhà nhân viên. Còn tôi cùng với đồng chí Út nhỏ chỉ huy số còn lại đánh thẳng vào khu nhà chính của tòa đại sứ, chiếm tầng dưới đất một cách dễ dàng, bắt được một số tù binh Mỹ. Tôi phân công đồng chí Út nhỏ cùng hai đồng chí án ngữ cổng dưới và giữ tù binh. Tôi cùng mấy đồng chí tiếp tục đánh lên. Trong 5 phút đầu đã chiếm được đến lầu 3, bắt thêm một số tù binh Mỹ, thu một số súng đạn. Tôi nghe tiếng rú còi, chạy vây kín ngoài đường. Địch bắt đầu phản kích, chúng tôi khiêng bàn ghế, tủ, tạo chướng ngại vật, củng cố thế phòng ngự. Trời sáng dần, từ các nhà xung quanh, giặc kéo đến, tiếng trực thăng đáp ầm ầm trên nóc bằng. Có thể là chúng bốc người văn phòng đi, đổ quân đến tiếp viện, dưới đánh lên, trên nóc đánh xuống, ngoài đường bao vây. Chúng tôi bắn tỉa từng loạt ngắn, dè sẻn tiết kiệm đạn, để duy trì trận đánh càng lâu càng tốt, theo mệnh lệnh cấp trên. Như anh Tư biết đó, đối với đặc công biệt động chúng ta, lợi dụng đêm tối, bất ngờ, tạo nhiều tiếng nổ mạnh, đánh áp đảo quân thù rồi rút nhanh, chớ kéo dài trận đánh theo lối phòng ngự, trận địa thì không phải sở trường. Đồng hồ tay của tôi chỉ 5 giờ rưỡi sáng. Theo như phổ biến thì giờ này đại quân ta đã kéo vào và đang tràn ngập đường phố Sài Gòn. Lát nữa đây, bộ đội chủ lực sẽ đến. Các anh ơi, hãy nhanh lên, nếu chậm thì đơn vị cảm tử chúng tôi sẽ không còn mấy người. Khó khăn bắt đầu, những anh em bên cổng đường Mạc Đĩnh Chi và khu nhà nhân viên không biết còn đứng vững hay không, mà không nghe tiếng súng từ các hướng đó nữa. Ngoài sân, trước tòa nhà chính, xen lẫn với lính Mỹ trang bị tận răng là bọn phóng viên đội mũ sắt cầm máy chụp hình, máy quay phim chạy lăng xăng qua lại. Nước Mỹ và cả thế giới đều biết có một đơn vị quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã đột nhập và đang chiếm giữ tòa đại sứ Mỹ, đầu não bộ máy chỉ đạo chiến tranh ở Việt Nam. Nghĩ đến đó là sướng rồi, thân mình nào có xá chi. Một số tù binh Mỹ từ tầng dưới chạy lên lầu 3. Tôi chĩa súng lùa chúng vào một phòng khóa trái lại. Anh em đòi dùng B-40 bắn hủy diệt nhưng tôi không cho. Hoàn cảnh nào cũng phải chấp hành đúng chính sách tù binh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Cùng với tôi có đồng chí Vinh, đồng chí Mang, mỗi đồng chí cầm một khẩu B-40 với một trái đạn duy nhất còn lại gắn ở đầu súng. Tôi cầm một tiểu liên AK với một khẩu súng ngắn K-54 dắt vào bụng. Mỗi khẩu súng chỉ còn lại một ít đạn. Tôi dắt anh em đi tìm nơi trú ẩn của lão già Bunker đại sứ Mỹ. Bắt được hắn làm con tin sẽ xoay chuyển được tình thế, ít ra cũng kéo dài thêm thời gian. Theo tài liệu anh em tình báo quân sự cung cấp thì hắn ở một phòng trên lầu 3 này. Chúng tôi đến một cửa phòng đóng chặt, không mở được, bắn mấy phát tiểu liên vào ổ khóa, cũng không ăn thua. Đại sứ Mỹ trốn trong này chăng? Chỉ còn cách dùng B-40 phá tường. Tôi và đồng chí Mang tránh ra xa, đồng chí Vinh chọn chỗ đứng, bắn quả B-40 còn lại. Một mảng tường bị đổ, mấy lớp cửa ván, cửa sắt nát vụn. Nhưng sức dội và sức nóng của trái đạn làm đồng chí Vinh ngã quỵ tại chỗ. Tôi xông vào, chẳng có ma nào cả, toàn một phòng giấy tờ tài liệu. Tôi đọc lướt qua một số, toàn viết bằng mật mã. Có lẽ đó là bản danh sách gián điệp ở Việt Nam, ở khu vực Đông Nam. Ở một ngăn khác là những bản đồ, những hồ sơ dày cộm.
Có thể là những âm mưu đen tối của đế quốc Mỹ. Những hồ sơ tuyệt mật trong phòng này, tôi biết là vô giá. Nếu mang được về căn cứ cho các đồng chí công an, tình báo, nghiên cứu, thì quý biết chừng nào. Thật là uổng. Tôi trở ra, cùng với đồng chí Mang, đỡ sốc đồng chí Vinh dậy. Nhưng đồng chí ấy đã hy sinh, người mềm nhũn. Tôi đặt đồng chí nằm ngay ngắn, sát tường với khẩu B-40 hết đạn. Sau đó, tôi cởi chiếc áo sơ mi, khét mùi thuốc đạn của tôi, đắp lên mặt đồng chí và chào vĩnh biệt. Lính Mỹ từ các lầu trên cao mò xuống. Có thằng thập thò ở đầu hành lang. Tôi điểm một loạt AK. Thằng đi đầu ngã gục. Tất cả tháo lui. Hai người chúng tôi tiếp tục đi tìm phòng tên đại sứ Mỹ. Trời sáng rõ. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ. Chắc đại quân ta đang đánh nhau ác liệt với địch để giành từng đường phố. Bỗng tôi bị một mùi sặc sụa, khó thở. Nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Đồng chí Mang hắt hơi liên tục, một tay bụm miệng, một tay ra dấu. Bọn Mỹ đánh hơi ngạt. Tôi xé áo sơ mi đồng chí Mang làm hai mảnh, thấm ướt nước đái, ra hiệu đắp lên mũi. Trong tình trạng quá mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê, chúng tôi nằm chờ. Bọn lính Mỹ mang mặt nạ phòng hóa học lò dò tiến xuống, trông chúng như một lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa trong các chuyện hoang đường. Một thằng nói oan oan trong máy bộ đàm. Tôi nghe rất rõ, nhưng không hiểu gì. Có lẽ nó đang báo cáo tình hình Việt Cộng đã chết hết, hoặc bị mê man bất tỉnh. Vì sau đó, một toán, rồi một toán nữa, dè dặt tiến lên. Khẩu B-40 của đồng chí Mang đã lắp sẵn quả đạn cuối cùng. Đồng chí lấy tay ấn mạnh vào vai tôi, xô đi. Tôi hiểu đồng chí ấy muốn gì. Bây giờ, đến lượt đồng chí Mang. Nghĩ thương đồng đội quá. Tôi lăn đi, nép vào một góc. Ầm! Khói thuốc mù mịt. Tôi lao ra. Đồng chí Mang đã bất tỉnh. Tay còn ghì chặt khẩu súng. Tôi khoác Tiểu Liên lên vai. Đỡ đồng chí ấy dậy. Cho tay tròn qua vai tôi. Và xốc nách. Dìu lần lên cầu thang. Để xuống tầng dưới. Bọn Mỹ sống sót trên lầu 3. La khóc rùm trời. Những tên chỉ huy la hét. Tổ chức những đợt phản kích mới. Tôi đã yếu lắm, phần vì vết thương nhẹ ở bả vai lúc mới tiến lên lầu 3, phần vì đã nhiễm phải hơi hóa học. Tình thương đồng đội tăng thêm sức mạnh. Tôi dìu đồng chí Mang xuống đến tầng 2. Mệt quá, tôi đặt đồng chí nằm sát tường và tôi ngồi bên cạnh, tháo khẩu Tiểu Liên AK ra cầm tay. Tôi lắc mạnh nó và hỏi, em có khỏe không? Nó không đáp. Còn rất ít hy vọng. Em là con má bảy ở Nhuận Đức, Củ Chi, nhập ngũ đơn vị tôi từ năm 1964, được bố trí ra thành phố Nghi Trang thành một người đạp xích lô. Em đã cùng với tôi đánh nhiều trận trong thành phố, như trận đánh vào trụ sở phái đoàn Mỹ Mắc, đánh vào trận sĩ quan ngụy ở rạp Kinh Đô. Những lần tâm sự, tôi biết được em có ước muốn giản đơn là đến ngày hòa bình lặp lại, em đi học văn hóa để tự tay mình viết được một bức thư cho người yêu. Qua em kể, tôi hình dung người yêu của em là một cô gái xinh xắn, làm nghề đan trúc ở ấp Bào Chứa. Bỗng người em oằn oại, đôi mắt mở to như cố nhìn tôi lần cuối. Tay em cấu mạnh vào đùi tôi. Em đã trút hơi thở cuối cùng. Nhiều tên Mỹ từ tầng trên thập thò tiến xuống, lòng ứ nghẹn căm thù. Tôi hướng Tiểu Liên về phía chúng siết cò. Chỉ còn nổ mấy viên, một thằng ngã, số còn lại chạy tạt trở lên. Tôi đặt khẩu súng hết đạn bên đồng chí Mang, vuốt đôi má bầu bĩnh của em để vĩnh biệt, rồi rút khẩu súng ngắn K-54 cầm tay đi lần xuống tầng trệt. Nơi đây còn đồng chí Út nhỏ, đồng chí Đực, một chiến sĩ đã hy sinh nằm bên cạnh. Đồng chí Út nhỏ đang chĩa khẩu Tiểu Liên AK ra sân bắn từng phát một mỗi khi xuất hiện một tên Mỹ. Địch từ trên lầu đánh xuống, từ ngoài sân đánh vào. Trực thăng võ trang quần đảo ầm ĩ. Ngoài đường, xe rú còi inh ỏi, vang cả một vùng. Tôi và đồng chí Út nhỏ, cả hai đều bị thương và kiệt sức. Đang tổ chức
điểm phòng ngự cuối cùng. Tôi dùng súng ngắn bắn bọn trên lầu tiến xuống. Đồng chí Út nhỏ dùng tiểu liên kiềm chế mũi ngoài sân. Trong một khoảnh khắc im lặng của chiến trường, đồng chí Út nhỏ dây qua nhìn tôi mỉm cười, lấy ngón tay trỏ gõ vào mặt chiếc đồng hồ đeo tay và nói: "Vượt yêu cầu rồi đó anh ba." Tôi nhìn lại, 9:10, đúng là đã vượt xa thời gian mà cấp trên đề ra. Trong lúc này, dù biết tánh mạng bản thân như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tôi biết đồng chí Út nhỏ cũng như tôi rất vui mừng. Thật ra, còn gì vui hơn đối với một cấp chỉ huy khi mình đã cùng với đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Loa phóng thanh từ các xe ngoài đường vọng vào: "Hỡi cán binh Việt Cộng, hãy buông súng đầu hàng. Tính mạng các anh sẽ được bảo đảm." Từ trên lầu, bọn địch tuôn xuống từng chùm lựu đạn. Ngay từ loạt đầu, Út nhỏ đã bị thương nặng, buông súng. Còn tôi, nhờ có thùng cát phòng hỏa ở chân cầu thang che chắn nên chỉ bị mấy mảnh nhỏ sượt vào hông và bụng. Trong lúc lăn tránh lựu đạn, tôi chạm phải thi thể đồng chí địch, mới phát hiện ra đồng chí ấy còn một gói bọc phá trong lưng. Một sáng kiến táo bạo nảy ra, tôi lấy gói bọc phá, bò đến, áp sát mình vào chân cầu thang, chờ địch xuống. Nghĩ mãnh liệt trong giây phút ấy là tôi sẽ hy sinh trong tiếng nổ rền của bọc phá, quyết không để địch bắt sống. Nhưng cùng với cái chết của tôi là phải kéo theo cho được chục tên Mỹ. Thấy không còn tiếng súng bắn trả, bọn Mỹ lò dò xuống chân cầu thang, mấy thằng ngoài sân cũng chạy vào. Với sức mạnh cuối cùng tập trung vào đôi chân, tôi vụt dậy, lao vào đám đông trước mặt và giật nụ xòe, một ánh chớp lóe lên giữa quân thù. Hớp một ngụm nước trà, anh ba đen nhìn tôi cười vui vẻ. "Tôi tính chết rồi mà không sao chết anh Tư à. Hồi còn nhỏ, má tôi vò đầu tôi nói, số mạng thằng này chắc lớn lắm." Mà có lẽ đúng như vậy thật. Hồi tháng 8 năm 1945, khi quân Anh tràn vào Sài Gòn, tôi đánh lựu đạn vào xe tụi nó rồi. Hồi đó còn gọi là đoàn Yên Bái do anh Phạm Ngọc Thuần chỉ huy. Sau đó thì vào đội quân cảm tử, đội công tác thành, vào biệt động đặc công. Trời sanh tôi ra là để đánh trong cái thành phố này. Mà trời sanh thì trời nuôi, phải không anh Tư? Nghe câu nói vui của anh, tôi cười vang và góp vào một câu theo hướng đó. "Chờ anh ba nghĩ coi, tôi làm tình báo từ hồi chống Pháp đến giờ, cứ đi ra đi vào thành phố mà không bị bắt lần nào. Chẳng phải số mạng là gì?" Anh ba đen lắc đầu nói tiếp. "Còn tôi thì khác, bị bắt hoài, không tính những lần lẻ tẻ như bắt cóc bỏ dĩa. Hồi đánh Tây, bị nằm khám 2 lần. Lúc các anh đi tập kết, tôi ở lại. Đến năm 1958, bị Diệm bắt 1 lần. Đến năm 1960 mới thả. Và trong trận đánh Đại sứ quán Mỹ này, thì bị nặng nhất. Hôm đó, sau 2 ngày mê man, tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trần truồng như nhộng trên băng ca trong nhà thương chợ quán. Nhìn sang, thấy đồng chí Sơn, đồng chí Văn nằm bên cạnh. Mỗi đồng chí đều đầy người thương tích. Sau đó thì đồng chí Văn hy sinh. Điều trị tôi 10 ngày, chúng bắt đầu điều tra. Trước sau, tôi chỉ nói đang lái xe đi chơi Tết ngoài đường thì bị Việt Cộng bắt, dí súng sau lưng, bắt tôi phải chở chúng đi. Ngoài ra tôi không biết gì nữa. Nhà cảnh sát Đô Thành khai thác không được, chúng đưa đến trung tâm hỗn hợp Việt Mỹ, sau đó về tổng nhà cảnh sát, rồi đến bọn an ninh quân đội bên cầu Thị Nghè. Sau cùng, chúng đưa tôi về số 3 bến Bạch Đằng cho bọn tình báo trung ương thẩm vấn. Thời gian điều tra khai thác, di chuyển nhiều nơi như vậy kéo dài 1.5 năm, đủ thứ cực hình tra tấn dã man, mua chuộc, dụ dỗ, chiêu hồi nhìn mặt, cũng không moi được một ý gì mới. Đến tháng 7 năm 1969, chúng ném tôi vào trại giam Biên Hòa, sau đó đầy đi đảo Phú Quốc. Anh ba đen vừa nói đến đây
thì có tiếng chân người chạy rầm rập ngoài ngõ, tiếng gõ mạnh trên cánh cửa ra vào. Chúng tôi im lặng, chuẩn bị đối phó. Vợ tôi từ nhà sau bước ra, tra chìa khóa vào ổ vặn lách cách. Cửa được mở ra, một thanh niên mặc thường phục, tay cầm súng ngắn, không hỏi gì đến vợ tôi, vẻ mặt hầm hầm, bước vào giữa nhà. Chúng tôi vẫn bình tĩnh, ngồi chờ xem việc gì xảy ra. Người thanh niên đứng lại nhìn tôi, rồi dây qua nhìn anh ba đen. Nhưng xem kìa, người thanh niên bỗng trố mắt ra, mồm há hốc, rồi anh buông khẩu súng ngắn trên bàn, đánh cộp một tiếng, lao tới, ôm anh ba đen, miệng nói lắp bắp. Thủ trưởng, thủ trưởng, trời ơi, lâu quá, sao thủ trưởng lại ở đây? Té ra, người thanh niên nhận ra anh ba đen là thủ trưởng, và chắc đã lâu lắm, hai người mới gặp lại nhau. Anh ba đen cũng vừa nhận ra người chiến sĩ cũ của mình. Tay đập đập vào lưng người thanh niên, anh khẽ gọi. Chung, Chung, mày còn sống đấy ư? Người thanh niên được gọi tên Chung ấy lại hỏi. Từ khi xa nhau lần cuối ở đảo Phú Quốc, thủ trưởng đi những đâu? Anh ba đưa tay kéo ghế cho anh thanh niên ngồi bên, rồi hai thầy trò mừng rỡ, nói chuyện với nhau. Xem như trong nhà không còn ai nữa vậy. Anh ba nói, năm 1973, ta và Mỹ trao đổi tù binh. Chú về Bộ Tư lệnh Đặc công ở Hà Nội. Đến đầu năm 1975, chú được giao nhiệm vụ phụ trách một đoàn 32 xe vận tải, chở vũ khí cho miền Nam. Hoàn thành công việc, chú được chuyển về làm cán bộ tiểu đoàn trong lữ đoàn 316, biệt động đặc công, tiến vào giải phóng Sài Gòn. Còn cháu? Sau trao trả, cháu được bổ sung về sư đoàn 7, giải phóng Sài Gòn. Cháu được bố trí ra công tác địa phương và hiện nay làm trưởng công an phường 21 này. Anh ba đen hỏi, vậy đêm nay cháu đi đâu mà tay cầm súng, coi dữ dằn quá vậy? Chung nhìn qua tôi, sự bối rối lộ rõ trên gương mặt đồng chí công an trẻ tuổi. Em nói, đi kiểm tra giấy tờ ông này. Anh ba đen rất đổi ngạc nhiên. Nhưng sao lại kiểm tra? Đây là chú Tư Cang, trung tá, chính ủy lữ đoàn 316 biệt động đặc công, là thủ trưởng của chú. Lúc này, trong đồng chí công an mình mới dễ thương làm sao. Em bước tới, nắm bàn tay tôi, giặt giặt mấy cái, hồi lâu mới thốt nên lời. Chết chết, xin lỗi chú Tư, không có chú ba đây, thì cháu lầm lẫn to rồi. Tôi cười xòa và hỏi thân mật, chớ tại sao hôm nay đồng chí công an lại đến kiểm tra tôi? Đây là gia đình tôi, sau ngày giải phóng, tôi vẫn thường về đây mà. Chung nói, dạ, không nói giấu gì chú, cơ sở mật ở địa phương báo cáo, chú là trung tá giả, mang quân hàm, ngồi xe Jeep như vậy, chớ coi chừng không phải là người của ta. Chú chỉ về đây lúc chạng vạng, lại rồi khuya đánh xe đi đâu, họ không biết. Họ nói với cháu rằng, trước ngày giải phóng, họ đã thấy chú có chức vụ gì lớn lắm trong ngụy quyền. Đôi khi mặc đồ sọc, đi về vùng này, tay còn dắt theo con chó bé rê to tướng. Vỡ lẽ, tôi và anh ba đen ôm nhau cười, cười đến ra nước mắt. Chưa hết cười, anh ba đưa hai tay, nắm vai Chung, nói thân mật, đồng chí công an trẻ tuổi của tôi ơi, lầm to rồi. Cứ nghĩ lại mà xem, trước giải phóng, những người công tác thành như chúng mình, ai mà không giả? Cháu chẳng giả là người phu khuân vác ở chợ cũ, để điều tra mục tiêu là gì? Vậy thì ngày ấy, Chung giả, tôi giả, chú Tư, thủ trưởng đây cũng giả. Anh ba đen ngã lưng vào chiếc ghế dựa, thổi nhẹ khói thuốc thành những vòng tròn nhỏ bay lên trần nhà. Bây giờ chiến thắng rồi, hòa bình rồi, chúng ta mới cởi bỏ những lốt giả mà trở về với con người thật của mình. Tôi vỗ vai Chung thân mật. Cơ sở tốt đấy, người dân thấy sao nói vậy? Họ phản ảnh đúng sự thật. Cháu phải khen người ta, rồi giải thích cho họ rõ,
thật giả lẫn lộn, cuộc chiến đấu phức tạp muôn màu muôn vẻ mà. Nhờ sự ngẫu nhiên có mặt của anh Ba Đen mà chuyện dữ hóa lành, ba người chúng tôi đều vui, còn vợ tôi vẫn đứng yên tần ngần bên cánh cửa, chưa kịp khép lại, mãi theo dõi diễn biến sự việc, nghe tiếng được tiếng mất, vì cả hai vị khách đều là người miền Bắc, trong lúc mừng rỡ tiếu tít, nói lại càng khó nghe. Tôi nói, thôi, em cứ để cửa như vậy, xuống dọn chè lên đi. Ta ăn mừng cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ thú vị này. Đêm nay, nếu không có anh ba ở đây, chắc mình phải về trụ sở công an phường, nằm chịu mũi cắn rồi. Chung đứng dậy. Dạ, để cháu đi gọi anh em vô, Chung vui luôn. Anh ba hỏi, anh em nào? Ở đâu? Chung cười. Dạ, không nói giấu gì hai chú. Tính rằng phải đối phó với một địch thủ lợi hại, nên cháu có bố trí bao vây xung quanh. À, tôi vui vẻ tán thành. Vậy thì mời vào, cháu hãy mời tất cả vào cho vui. Thêm bốn chiến sĩ nữa lục tục kéo vào, đều trẻ măng, biết được câu chuyện. Các em càng thêm quý mến chúng tôi, những người công tác thành. Dựng súng vào tường, mỗi người một chén chè. Chúng tôi vừa ăn vừa xem tivi. Sau đó, các đồng chí công an từ giã ra về. Còn tôi, như đã hứa, lái xe đưa anh ba về An Phú. Chiếc xe ríp lùng, chạy êm như ru, phút chốc đã lên cầu Sài Gòn. Dòng sông lung linh, phản chiếu ánh điện và sao trời. Gió mát từ những cánh đồng bên Thủ Đức lùa sang căng lồng ngực. Ngồi bên tôi, anh ba đen không nói gì. Thật là một con người kỳ diệu. Suốt 30 năm, hai cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, anh đã đánh hàng chục trận trong thành phố này. Điểm son chói lọi trong dãy chiến công của anh là trận đánh vào tòa đại sứ Mỹ Xuân Mậu Thân 1968. Bỗng anh dây qua nói với tôi, xin hỏi thiệt anh Tư, hồi làm công tác tình báo len lỏi trong lòng địch, anh có tin rằng anh còn sống nguyên vẹn đến ngày giải phóng để lấy ô tô của địch chở bạn đi trên đại lộ một cách đường hoàng như vậy không? Xe tôi từ từ xuống dốc cầu, cặp đèn pha quét loang loáng trên mặt lộ. Đêm đã khuya mà nhiều tốp Honda còn dập dìu mở tốc lực hướng về thành phố. Trên xe, từng đôi thanh niên nam nữ ôm chặt lấy nhau. Có lẽ họ đi tắm biển Vũng Tàu về muộn. Sáng mai thứ hai, họ lại bước vào một tuần làm việc mới. Ôi, đáng quý thay, cuộc sống hòa bình, chỉ còn lao động, tình yêu và cuộc đấu tranh để bảo vệ những điều cao quý, thiêng liêng ấy. Câu hỏi của anh ba làm tôi vô cùng bùi ngùi. Để có được cuộc sống hôm nay, biết bao nhiêu người đã ngã xuống. Tôi đáp, quân thù sẽ cút khỏi tổ quốc Việt Nam mến yêu. Cán bộ chiến sĩ ta, ai cũng có niềm tin như vậy. Nhưng cuộc chiến tranh ác liệt quá, có mấy ai dám chắc rằng mình còn sống được đến ngày hòa bình. Nhất là cánh tình báo, đặc công, biệt động chúng ta luôn dấn thân vào nơi nguy hiểm nhất, như trận đánh vào tòa đại sứ Mỹ Xuân Mậu Thân 1968, được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, kéo dài quá thời gian quy định của cấp trên. Nhưng đơn vị do anh chỉ huy nay còn ai đâu? Cũng như cụm tình báo A18H63 của tôi, được nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng, nhưng lại chịu một tổn thất quá lớn. Riêng đơn vị võ trang quân số 45 nay chỉ còn 14 anh em. Đã đến ngõ, rẽ vào hồ tắm An Phú, chuông chùa từng tiếng một điểm vào không gian tĩnh mịch. Có lẽ anh ba đang nhớ đến đơn vị D5, chi bộ Hồ Chí Minh, những đồng chí đồng đội của anh đã đi vào cõi vĩnh hằng. Thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện tình báo hồi ký của Đại tá Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Cang, trong cuốn Sài Gòn Xuân Mậu Thân 1968 với 24 tập đến đây đã kết thúc, khép lại những công việc thầm lặng, những chiến công anh hùng của những nhà tình báo. Đất nước Việt Nam có vô số những nhà tình báo anh hùng,
kiên trung bất khuất, tài tình giỏi giang, đã góp phần bảo vệ Sài Gòn còn vẹn nguyên trong ngày 30 tháng 4 năm ấy. Con cháu muôn đời sau nhớ mãi. Nhưng đối với những điệp viên huyền thoại ấy, có lẽ phần thưởng cao quý nhất, lớn nhất là nền hòa bình mà họ đã đem lại cho thế hệ hôm nay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho những câu chuyện đầy ý nghĩa này đến mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện và các giai thoại về những nhân vật lịch sử tiếp theo trong chương trình phát sóng hàng ngày trên kênh. Xin kính chào tạm biệt.